tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy sáng nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đường bộ sau đó thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật này Dự thảo luật Đường bộ trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 7 có 86 điều, giảm 6 điều so với dự thảo luật chính phủ trình. Đã chỉnh sửa nội dung 82 điều, bỏ 7 điều, đồng thời gom nội dung một số điều để xây dựng thành điều mới, sắp xếp lại vị trí 3 điều. Dự thảo luật đã được tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu quốc hội, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với mục tiêu xây dựng luật, đủ điều kiện báo cáo quốc hội xem xét, thông qua. Cho ý kiến về dự thảo luật, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra, ra soát và điều chỉnh theo hướng vừa kiểm soát tình trạng xe dù bến cốc nhưng vẫn tạo điều kiện cho một số dịch vụ vận tải hoạt động mô hình chia sẻ chuyến xe hợp đồng dưới 10 chỗ thông qua các nền tảng gọi là xe trực tuyến. Mô hình này cho phép các hành khách khác nhau có cùng lộ trình nhưng khác điểm đón và trả khách có thể đi chung một chuyến xe. À, hành khách sẽ được hưởng cước phí di chuyển rẻ hơn, còn người lái xe thì cũng được gia tăng thu nhập do lượng hành khách trong một chuyến xe tăng lên. À, mô hình này lại mang nhiều lợi ích cho xã hội vì nó có thể tối đa hóa số lượng người di chuyển trong một chuyến đi. Ý kiến đại biểu cũng đề nghị luật cần bổ sung quy định về loại hình vận tải du lịch, đây là loại hình đang phát triển cần được luật hóa để quản lý. Dự thảo luật đang liệt kê rất nhiều loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Tuy nhiên, trong đó lại không có quy định loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch. Đây là loại hình kinh doanh vận tải đang hoạt động có xu hướng ngày càng tăng, yêu cầu quản lý có nội có nhiều nội dung khác biệt so với các loại hình vận tải khác như điều kiện về người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, xe du lịch phải được vào các điểm du lịch. Ý kiến đại biểu cho rằng loại hình kinh doanh vận tải hành khách chưa được quản lý chặt chẽ, bị lạm dụng để cạnh tranh không lành mạnh với loại hình kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định cần điều chỉnh trong luật. Dự thảo về kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định với lịch trình và hành trình cố định là chưa phù hợp thực tế vì vận tải hành khách theo tuyến cố định hay vận tải bằng xe buýt thì về lịch trình tần suất chạy xe đơn vị kinh doanh vận tải phải điều chỉnh theo nhu cầu của hành khách các đại biểu cũng đề nghị phải có chính sách đặc thù trong đầu tư đường bộ cao tốc ưu tiên cho một số khu vực một số địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế có tỷ trọng đóng góp ngân sách nhà nước lớn một số khu vực địa phương có điều kiện khó khăn về kinh tế xã hội để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển ở các khu vực địa phương